mình nha. Ngày hôm nay sẽ là cái phần cuối cùng cũng như là phần thứ ba của cái bài Dona Dona. Thì đây là mình hướng dẫn cho mọi người một cái bài guitar solo, tại vì bản chất của Dona Dona nó là một bài hát. Thì đây là một bài hát khá là hay, và tại vì nó là một bài hát cho nên là cái phiên bản guitar solo ở trên mạng nó sẽ rất là nhiều. Và mình đã chọn ra một cái phiên bản siêu dễ, cực kỳ dễ dành cho những ai mà mới tập tành chơi guitar, hoặc là những ai tự học chơi guitar tại nhà cũng có thể áp dụng được. Cho nên là nếu mọi người đã bỏ lỡ phần 1, phần 2 thì mọi người hãy quay lại xem nha. Tại vì cái bài này á, nó dễ cho nên là nó ngắn, nó chỉ tầm có một trang giấy thôi. Và mỗi một phần như vậy á, là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người hai dòng nhạc. Cho nên là mọi người mà bỏ lỡ phần nào là coi như là bị lủng lỗ một cái phần đó nha mọi người. Và mình đã đăng đầy đủ tất cả các phần ở trên kênh YouTube của mình rồi, cho nên là mọi người có thể truy cập vào kênh YouTube của mình để xem. Và ở đây mình sẽ nói thêm nữa là về vấn đề về bản quyền, cho nên là mình không thể nào mà đàn full một cái bài Dona Dona cho mọi người nghe được, tại vì nó sẽ bị dính bản quyền và YouTube có thể là đánh sập kênh YouTube của mình. Cho nên là mọi người thông cảm, tại vì cái gì mà dính tới nhạc thì nó khó khăn lắm mọi người, có gì mọi người thông cảm. Nhưng mà bù lại thì mình hướng dẫn cho mọi người rất là kỹ, cho nên là mọi người có thể xem và theo dõi và có thể áp dụng vào cái bài học của mình nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào bài học của chúng ta. Đây sẽ là cái dòng kế cuối của cái bài Dona Dona. Cái dòng này thì nó hơi nhiều nốt một tí xíu nha mọi người, cho nên là mình cũng sẽ hướng dẫn khá là kỹ từng nốt. Nhưng mà mọi người thấy nhiều nốt thì mọi người đừng có sợ, mọi người cứ nhìn từ từ theo giống mình nha. Rồi đầu tiên mọi người nhìn cho mình ô nhịp đầu tiên. Câu nhịp đầu tiên thì nó sẽ là ở đây. Bây giờ mình cho một cái màu đỏ để mọi người nhìn rõ nha. Đây. Đây. Đó, đây là cái ô nhịp đầu tiên của mình nhé. Rồi, bây giờ mọi người nhìn cho mình cái ô đó. Mọi người nhìn từ từ thôi. Bây giờ mọi người sẽ thấy là có một cái chùm 4 nốt thẳng hàng với nhau, đúng không? Đây, mình tô màu vàng lên nè. Đây là cái chùm 4 nốt thẳng hàng với nhau. Thì bây giờ mình sẽ nhìn từ dưới lên trên coi cái nốt đó là nốt gì nha. Từng từ. Nốt ở dưới cùng là nốt là dây buông số 5. Nốt ở trên đó chính là nốt la dây số 3 ngăn 2, bấm cho mình ngón trỏ. Tiếp theo ở trên nữa đó chính là nốt đô thăng, thì đô thăng này nó sẽ nằm ở ngay dây số 2 ngăn 2. Và nốt cuối cùng là dây buông số 1, nốt mí. Vậy thì cái thế tay của mình muốn bấm cái thằng màu vàng này bấm như thế nào đây? Đầu tiên ngón trỏ của mình bấm vào nốt la dây số 3 ngăn 2, ngón giữa bấm vào dây số 2 ngăn 2, hai thằng này bấm cùng một ngăn nhưng mà khác dây. Mọi người thấy rõ tay mình không? Sau đó tay phải của mình sẽ móc cùng một lúc 4 dây. Đó là dây số 5, dây số 3, dây số 2 và dây số 1. Móc cùng một lúc 4 dây, dây 5, dây 3, dây 2, dây 1 nha mọi người, rồi móc lên nè. Mà mọi người phải móc làm sao mà nghe đủ cho 4 giây. Tại vì có rất là nhiều trường hợp khi mà mọi người móc cùng lúc 4 giây, 3 giây á, thì cái ngón áp út của mọi người ở bên tay phải rất là yếu, thành ra là sẽ không có nghe được cái ngón áp út ở dây số 1. Cho nên là muốn khắc phục thì mọi người có thể là cho cái ngón tay của mình vô sâu hơn cái sợi dây một tí xíu, để khi mà mọi người móc lên mọi người sẽ nghe rõ được hết 4 giây nha. Vậy ha. Rồi, vẫn giữ nguyên thế tay này cho mình, không có buông ra nha. Và tiếp tục mình nhìn qua các nốt tiếp theo. Các nốt tiếp theo thì chúng ta thấy nè, ở đây chúng ta có mình bôi cái này nha. Rồi, ở đây chúng ta có ba cái nốt mi giống nhau. Thì nó đều là ba nốt mi dây buông hết, thì mình bấm 3 lần.
Rồi, nhưng mà mọi người thấy ba cái nút mi này nó sẽ dính chung với là cái chùm hồi nãy. Được không? Cho nên là khi mà mọi người đàn nguyên một cái cục màu vàng đó đó thì mọi người phải đàn cho nó đều. Khi mà mọi người đàn bốn nốt này, mọi người phải đàn đều, ví dụ như là mọi người đếm cho mình từ 1 tới 4 thì mọi người đếm như thế nào? 1, 2, 3, 4 thì ở đây mọi người đàn cũng như thế này. 1, 2, 3, 4 thì nó mới đúng nha, chứ không phải là không phải vậy nha mọi người, mà nó phải rõ ràng đều đều. 2, 3, 4. Được chưa? Và giữ nguyên thế tay này ở đây, chưa có buông ra nha. Nhìn tiếp cho mình cái nốt tiếp theo ở đây. Chúng ta có cái nốt chỗ này là nốt son, dây số 1 ngăn 3 thì bấm cho mình bằng ngón áp út luôn. Cái dây số 1 ngăn 3, cái nốt son, cái nốt màu vàng này của mình nó không có ảnh hưởng gì tới hai cái ngón này nha, cho nên là mình vẫn bấm bình thường. Đây là nốt son. Được chưa? Tiếp theo mọi người nhìn cho mình ba nốt còn lại của cái ô này thì nó đều là nốt la, nốt đô và nốt son. Thì đô ở đây nó vẫn là đô thăng nhé mọi người. Đô ở đây nó vẫn là đô thăng, là ngón 1 nè, ngón 2 nè, ngón 3 nè. Ngón trỏ là ngón 1, ngón giữa là ngón 2 và ngón áp út là ngón 3. Được chưa? Rồi, đó là lý do tại sao mà mình yêu cầu mọi người là phải giữ cái ngón tay lại đó, để tí nữa mình còn bấm lại mà. Mình còn bấm lại hai thằng này nè. Được chưa? Nhắc lại cho mình mọi người nha. Đây là nốt la, dây số 3 ngăn 2 là nãy giờ thấy tay mình giữ nè. Nốt ở đây là nốt đô thăng, dây số 2 ngăn 2 là bấm ngón giữa nãy giờ giữ nè. Và nốt cuối cùng là nốt son, ngón áp út, dây số 1 ngăn 3. Được chưa? Rồi bây giờ mình buông ra nè, mình buông ngón 3 ra nè. Ngón 3 xuất hiện khi nào? Khi nào có cái chỗ này thì mới xuất hiện ngón 3 thôi nha mọi người. Cho nên là trước khi mà mình bấm cái nút son đó, mình vẫn là chỉ có hai ngón này thôi. Nè đó, được chưa? Được chưa? 2, 3, 4. Đây mình mới vừa bấm 3 nốt còn lại ngay chỗ này ở đâu đây. Nhắc lại, tăng tăng tăng. Nè ha, tăng 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 là 1 2 3 của mình á, là 1. 1 là vô nút la nè. 2 là vô nút đô thăng nè. Và 3 là vô nút son nè. Bấm từng dây, dây 3, dây 2, dây 1 vậy thôi. Được chưa? Rồi làm lại nguyên cái ô này nha. Rồi, xong ô đầu tiên. Bây giờ chuyển qua ô tiếp theo. Ô tiếp theo là từ đây qua đây nè. Được chưa? Rồi, ô tiếp theo của mình. Đầu tiên chúng ta có nốt pha dây số 1 ngăn 1. Nốt pha dây số 1 ngăn 1. Bấm ngón trỏ cho mình. Tiếp theo chúng ta có nốt son, dây số 1 luôn nhưng mà ngăn 3. Thì ở đây mọi người sẽ bấm liên tục nha, chứ không phải là mình ngắt ra, mà mình sẽ là 1, 3. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có cái nốt thứ ba, đó chính là nốt lá. Nốt lá mình sẽ bấm ở đây trong màn hình đó, mình ghi là số 4, có nghĩa là ngón út của mọi người. Nốt lá dây số 1 ngăn 5. Kế bên nốt lá chúng ta có nốt la, dây số 3 ngăn 1. Dây số 3 ngăn 2, xin lỗi mọi người, mà mình bấm ngón 1. Được chưa? Rồi bây giờ bốn nốt đầu tiên nè thì nó sẽ là fa sa. Lần nữa, bốn nốt đầu tiên fa. Được chưa? Rồi, nốt tiếp theo, nốt thứ 5 là nốt rê, dây số 2 ngăn 3. Bấm cho mình ngón giữa. Được chưa? Kế bên nốt rê, nốt rê là cái nốt mà mình ghi là số 2 á mọi người. Rồi kế bên nốt rê là nốt la, dây số 3 ngăn 2. Được
Được chưa? Rồi bây giờ mình ráp lại nguyên cái ô này nha. Nguyên cái ô này á, nó toàn là những cái nốt móc đơn, nốt đen thôi. Nó đơn giản lắm, nhưng nó không có kèm theo cái bát nào, mà nó cũng không có phải làm móc cùng một lúc nhiều dây. Cho nên là cái ô này đơn giản nè. Mọi người cứ làm từ từ. Cái giai điệu của mình nó sẽ vậy: tăng 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 rê la, được chưa? Được chưa? Rồi, một lần nữa. Nó sẽ là 1 và 2 và 3 và 4. Được chưa? Được chưa? 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Được chưa? Rồi bây giờ mình qua tới hai ô cuối cùng. Thì hai ô cuối cùng của cái dòng này á, mình sẽ hướng dẫn thiệt là kỹ một tí xíu. Tại vì sao? Hai cái ô cuối cùng này á, nó sẽ giống với lại cái hai ô đầu tiên của dòng cuối cùng của mình. Cho nên là giống như là bây giờ mình học hai ô này á, là để cho qua cái dòng cuối cùng luôn á mọi người. Cho nên là mình sẽ dạy hướng dẫn cho mọi người kỹ kỹ một tí xíu. Rồi bây giờ đang ở ô số 3, ô số 3 của dòng này. Đầu tiên thì bây giờ mọi người nhìn cho mình thành một cặp như thế này đi. Đó, một cặp 4 nốt trước đi nha. Rồi một cặp 4 nốt này, đầu tiên chúng ta có là một chùm 2 nốt thẳng hàng. Thì 2 nốt này đó chính là nốt là dây buông số 5. Và đi chung với nó ở trên đó chính là nốt lá dây số 1 ngăn 5. Mà mình ghi là số 4 á mọi người. Số 4 có nghĩa là tay trái của mọi người phải bấm cho mình ngón út. Được chưa? Rồi bây giờ mình móc cùng một lúc 2 dây nè, dây số 1 và dây số 5. Rồi nốt tiếp theo của mình là nốt mi dây buông số 1. Nốt thứ 3 đó chính là nốt pha dây số 1 ngăn 1. Và nốt thứ 4 của mình đó chính là nốt son dây số 1 ngăn 3. Rồi vậy thì chúng ta có 4 nốt. Được chưa? Và ở đây hồi nãy cũng giống như cái hồi nãy là mình sẽ đếm từ 1 cho tới 4. Thì mình đếm sao mình sẽ đàn như vậy. Ý ở đây có nghĩa là mình phải đàn cho nó đều như thế này: 1, 2, 3, 4. Được chưa? Chứ không phải là, không phải như vậy nha mọi người. Sai nha, cái này mới đúng nè. Được chưa? Lưu ý là 4 nốt ở trên của chúng ta đều nằm ở dây số 1. Một cái là dây 5, dây số 1 ngăn 5 nè, dây số 1 buông nè, dây số 1 ngăn 1 nè, và cuối cùng là dây số 1 ngăn 3. Được chưa? Rồi, riêng cái nốt đầu tiên thì mình bấm kèm chung với bát là dây số 5 thôi. Ok, tiếp theo chúng ta có cái nốt ở đây. Mình một cặp nốt nữa tiếp theo đi. Một cặp nốt tiếp theo ở đây. Thì chúng ta có đầu tiên là nốt pha dây số 1 ngăn 1. Rồi cái nốt thứ hai đó chính là một chùm 2 nốt thẳng hàng với nhau. Mọi người thấy không? Thì cái chùm 2 nốt này á, chúng ta có là nốt la dây số 3 ngăn 2, bấm cho mình ngón giữa. Và nốt đô thăng dây số 2 ngăn 2, bấm cho mình ngón áp út. Mình sẽ móc cùng một lúc 2 dây này là dây 3 với dây 2. Được chưa? Rồi bây giờ mình đàn lại cái cặp này nha. Cái cặp này đó chính là pha tầng. Đó, pha bùm. Được chưa? Mình cũng sẽ đàn cho nó đều: 1, 2, 1, 2. Được chưa? Chứ không phải là, không phải là 1, rồi 2. Không phải vậy nha, mà nó phải đi cho nó đều. Được chưa? Rồi bây giờ nha, mình sẽ làm lại 4 nốt đầu tiên kèm với lại 2 nốt tiếp theo. Rồi nhưng mà trước đó thì mọi người nhìn cho mình cái nốt ở bên đây luôn nè. Cái nốt ở bên đây đó là cái nốt mình mới khoanh tròn á, cái nốt đó là nốt mi dây buông số 1. Nó chỉ là nốt mi dây buông số 1 thôi, không có gì đặc biệt hết. Cho nên là mọi người đàn luôn cho mình nốt mi dây buông số 1 đó nha. Bây giờ mình đàn lại nguyên cái ô này luôn nha. Được chưa? Đang chậm lại nè.
Đang chậm lại cho mọi người nhìn nha. Cái nốt cuối cùng là nốt mình mới đàn là nốt dây buông số 1 đó nha mọi người. Được chưa? Rồi bây giờ qua cái ô cuối cùng luôn cho mình nha. Ô cuối cùng của chúng ta đây. Ô này đây. Cái ô này á, đầu tiên chúng ta có cái nốt gì? Bây giờ trước tiên á, mình tìm hiểu nó đi. Thì mình cũng sẽ chia theo một cặp. Đây một cặp. Ở đây chúng ta sẽ có bốn nốt đầu tiên. Mình chia thành một cụm đi. Thì nốt đầu tiên nó sẽ là nốt rê dây số 2 ngăn 3. Bấm cho mình ngón áp út nè. Nốt tiếp theo là nốt rề dây buông số 4. Nốt thứ ba đó chính là nốt la dây số 3 ngăn 2. Và nốt thứ tư chúng ta sẽ quay lại nốt rê dây số 2 ngăn 3. Được chưa? Cái đó là mình bấm theo từng nốt từng nốt từng nốt. Bây giờ mình ráp lại những cái gì hồi nãy giờ mình nói nè. Đầu tiên là nốt rê nè. Dây số 2 ngăn 3. Tiếp theo là dây buông số 4. Tiếp theo là nốt la dây số 3 ngăn 2. Và tiếp theo quay lại nốt rê. Được chưa? Rồi bây giờ bốn nốt này mình cũng đếm từ 1 tới 4 cho nó đều nè. 1, 2, 3, 4. Được chưa? Rồi hai nốt còn lại của chúng ta đó chính là nốt pha dây số 1 ngăn 1 và nốt rê dây số 2 ngăn 3. Được chưa? Rồi ở đây chúng ta có tổng cộng là 6 nốt đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đếm như thế nào để mình đàn nè. Mình sẽ đếm như thế này. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Thì hai cái nốt cuối cùng á, hai cái nốt cuối cùng á, thì mình sẽ nhét thêm cái chữ và vô nữa thì nó mới đúng nhịp nha. Thì nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Đây, 5 và 6 của mình là hai nốt này nè. Được chưa? Rồi bây giờ mình làm lại nguyên cái ô này nha. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Được chưa? 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Làm lại nguyên ô này nha. Rồi bây giờ mình làm lại nguyên một cái dòng này. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ làm lại một lần nữa hai cái ô cuối cùng nha. Hai ô cuối cùng này quan trọng lắm. Đó. Rồi bây giờ làm lại nguyên một cái dòng này. Cái dòng cuối cùng của bài Dona Dona. Thì mọi người ơi, hồi nãy á, khi mà mình hướng dẫn cho mọi người cái dòng ở trên á, là mình có nói với mọi người là cái ô số 3 và cái ô số 4 ở ngay chỗ này. Đây, 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 ngay chỗ này đây. Ô số 3 và ô số 4, hai ô cuối cùng của cái dòng này đúng không? Mình hướng dẫn rất là kỹ, mục đích là như thế nào? Tại vì hai cái ô này nó sẽ y chang như là hai cái ô đầu tiên của cái dòng cuối cùng. Ý chang luôn mọi người ơi, nó không khác một chút gì hết, không khác về thế tay hay không khác về nhịp, không khác về nốt gì hết. Cho nên là coi như là mọi người giống như là copy bass á, mọi người copy bass từ cái ô ở dưới đây nè xuống cái ô dưới đây. Được chưa? Cho nên là thành ra cái dòng cuối cùng này, hai cái ô này mình không có hướng dẫn lại cho mọi người nữa. Tại vì hồi nãy hướng dẫn ở trên rất là kỹ rồi. Cái ở đây mình muốn hướng dẫn cho mọi người là cái ô cuối cùng của cái dòng này nè mọi người. Ngay cái chỗ này nè. Đó. Được chưa? Rồi bây giờ mọi người nhìn cho mình. Thứ nhất, mọi người sẽ thấy là ở đây nó có một cái ký hiệu chữ X ở đây nè mọi người thấy không? Nó không phải là cái nốt nhạc gì hết nha. Nó là ký hiệu chữ X. Thì X ở đây có nghĩa là số La Mã. Số La Mã
có nghĩa là số 10, đúng không? X mà số La Mã có nghĩa là số 10. Thì ở trong nhạc lý, cái bản nhạc của mình, khi mà mọi người thấy người ta ký hiệu số La Mã như thế này thì có nghĩa là người ta sẽ yêu cầu mình chặn cái ngăn đó. Ví dụ như X ở đây là số 10 thì người ta sẽ kêu mình chặn ngăn 10. Có nghĩa là khi mà mình đàn á, mình sẽ lấy cái ngón trỏ mình chặn ngăn 10 á mọi người. Được chưa? Cái ký hiệu này ít khi nào mà xuất hiện ở trên một cái bản nhạc mà mình hướng dẫn cho mọi người, đúng không? Rồi, thì ở đây nó không phải là nốt nhạc gì hết nha mọi người. Ở đây chữ X có nghĩa là số La Mã, dịch ra là số 10, có nghĩa là khi mà mọi người thấy thì mọi người sẽ hiểu ngay là lúc mà mình đàn á, mình sẽ kiếm cái ngăn 10 đâu. Ngăn 10, ngăn 10 nằm ở ngay đây. Đây, ngăn 10 đây. Thì mình sẽ chặn ngăn 10. Thì trong trường hợp này chúng ta chỉ cần chặn 3 giây ở ngăn 10 thôi mọi người. Chặn 3 giây ha. Chặn 3 giây là chúng ta được 3 cái nốt ở trên cùng rồi đó. Được chưa? Chặn 3 giây là chúng ta được 3 cái nốt ở trên cùng. Thứ nhất là nốt Rế nè. Thứ hai là nốt La nè. Và thứ ba đó chính là nốt, đây là nốt Fa. Được chưa mọi người? Được không? Ba cái dây này ở ngăn 10, một cái là nốt Fa nè ha, một cái là nốt La và một cái là nốt Rê. Được chưa? Mình sẽ dùng cái ngón trỏ của mình nè, đè vô cùng một lúc 3 giây. Chỉ cần 3 giây thôi mọi người, không có cần phải 4 giây, 5 giây. Rồi, tay trái của tay phải, đó là tay trái ha. Bây giờ tay phải của chúng ta nó còn thêm một cái nốt Rê ở dưới đây, là nốt Rê dây buông số 4. Được chưa? Rồi, vậy thì mình sẽ bấm nguyên một cái cục này như thế nào đây? Nó là như thế này thôi nè. Đó, nguyên một cái nốt của mình là nó chỉ có nhiêu đây thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm cùng lúc 4 giây. Tay trái mọi người chặn cho mình 3 giây ở ngay ngăn 10. Và tay phải mọi người sẽ móc cùng một lúc 4 giây. Dây 4, dây 3, dây 2. Mọi người đè mạnh vô nha. Mọi người đè mạnh vô thì mới được nha. Được chưa? Ok chưa? Đó. Đó là cái nốt cuối cùng của cái bài này. Rồi bây giờ mình sẽ đàn lại cho mọi người nghe quy một cái dòng cuối cùng này nha. Bản thân nó thì hai ô đầu tiên nó giống với lại cái dòng ở trên rồi. Được không? Một lần nữa nha. Kết thúc rồi mọi người, cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi hết series bài Dona Dona của mình, bao gồm có 3 phần, phần 1, phần 2, phần 3. Nếu mọi người bỏ lỡ phần nào thì hãy quay lại kênh YouTube của mình, truy cập vào kênh YouTube, bấm vào cái phần đó mọi người xem nha. Còn nếu như mà mọi người tìm không có ra thì mọi người có thể bấm vào cái mục danh sách phát ở trong cái trang chủ kênh YouTube của mình. Thì mọi người bấm vào cái mục danh sách phát đó, mọi người sẽ thấy có cái mục tên là Dona Dona. Mình đã tổng hợp 3 cái video, 3 phần ở trong cái mục đó rồi. Cho nên là mọi người cứ bấm vào cái mục đó thì mọi người sẽ thấy được 3 cái video của mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye.